Câu lạc bộ đẳng cấp châu Âu thắng 25-1 trước 3 đội Việt Nam. Câu lạc bộ Busan Anderlecht tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng giải Busan mở rộng thành phố Hồ Chí Minh 2024. Anderlecht là đội bóng nước ngoài duy nhất tham dự giải cùng so tài với 4 đội bóng Việt Nam khác là Thái Sơn Bắc, Thái Sơn Nam, San Vinet Khánh Hòa và Sahako. Với đẳng cấp của một trong những đội bóng hàng đầu châu Âu, Anderlecht đã dễ dàng đánh bại các câu lạc bộ Busan của Việt Nam với những tỷ số rất cách biệt Mới nhất trong trận đấu với Thái Sơn Bắc ở lượt trận thứ 3, Anderlecht đã giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Đội bóng đến từ Bỉ dễ dàng áp đảo và dẫn trước 3-0 sau hiệp 1. Đây cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Anderlecht tại Phút San mở rộng thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, ngày giao quân thì Anderlecht đã có màn trào sân cực kỳ ấn tượng khi đối đầu với câu lạc bộ Sanvinex Khánh Hòa bằng thắng lợi với tỷ số 12-0. Nhà đương kim vô địch của Bỉ dẫn trước 4-0 trong hiệp 1, nhưng sau đó nã vào lưới San Khánh Hòa 8 bàn ở hiệp 2. Đến lượt trận thứ hai thì Anderlecht tiếp tục thể hiện sự vượt trội bằng thắng lợi 7-1 trước Sahako. Như vậy thì sau 3 trận đấu, Anderlecht đã ghi tới 25 bàn thắng và mới chỉ có một lần thủng lưới duy nhất. Trước vô địch của giải Futsal mở rộng thành phố Hồ Chí Minh 2024 khó thoát khỏi đội bóng tới từ Bỉ. Ở lượt trận cuối cùng thì Anderlecht sẽ gặp thử thách lớn nhất của mình là câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Đây cũng chính là đội bóng Futsal số 1 Việt Nam và cũng đang liên tục thống trị ở giải vô địch quốc gia. Anderlecht cũng là câu lạc bộ Futsal hàng đầu đến từ châu Âu, một thế lực ở sân chơi Futsal Bỉ khi từng giành đến 8 chiếc vô địch giải vô địch quốc gia, 7 cúp Bỉ, 5 siêu cúp và 2 Bene Cup. Anderlecht cũng từng tham gia 10 giải đấu UEFA, đứng thứ tư tại UEFA Futsal Champions League 2022-2023. Real Madrid và đội tuyển Anh nhận tin xét đánh từ Jude Bellingham. Trang chủ câu lạc bộ Real Madrid đã thông báo tiền vệ Jude Bellingham đã dính chấn thương nghiêm trọng và phải nghỉ thi đấu trong thời gian tới. Trong một thông báo ngắn được Real Madrid đưa ra vào tối ngày 23 tháng 8, đội bóng được xác nhận tiền vệ Jude Bellingham sẽ phải nghỉ thi đấu trong khoảng 4 tuần với một chấn thương ở trần. Cụ thể thì thông báo cho biết, sau khi đội ngũ y tế của Real tiến hành kiểm tra, Jude Bellingham đã được chuẩn đoán là bị chấn thương cơ bàn chân ở chân phải. Thông báo cũng cho biết thêm rằng thể lực của cầu thủ 20 tuổi vẫn sẽ tiếp tục được theo dõi. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti cũng giữ im lặng chấn thương của cầu học trò, đồng thời chỉ cho biết đã có một va chạm xảy ra và đội ngũ y tế đã đánh giá mức độ nghiêm trọng. Đây được xem là tổn thất nghiêm trọng với đội bóng hoàng gia khi Bellingham là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã vận hành và xây dựng trong suốt một năm qua. Ngoài trường hợp của Bellingham, kiên kiên trắng trước đó cũng phải hứng chịu tổn thất ở tuyến giữa khi Eduardo Camavinga cũng dính một chấn thương trước thềm trận siêu cúp châu Âu và dự kiến sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 7 tuần. Chưa dừng lại ở đó thì chấn thương của Bellingham còn khiến Anh có thể bỏ lỡ đợt tập trung sắp tới cùng đội tuyển Anh. Đây sẽ là màn trào sân của luyện viên Lee Kasley, người lên nắm quyền thay thế ông Gareth Southgate sau khi thất bại trong chiến dịch chinh phục Euro 2024. Nếu như cựu sao Doc Moon không thể góp mặt, Lee Kasley sẽ phải đối mặt với bài toán khó giải ở khu vực trung tuyến, khi tam sư nơi Bellingham đã luôn có những màn thể hiện đẳng cấp trong mỗi lần ra sân. Đội tuyển Anh sẽ khởi động chiến dịch UEFA Nations League với chuyến làm khách tới sân nhà của đội tuyển Cộng hòa Ireland vào ngày 7 tháng 9. Và sau đó 3 ngày, ở quân Euro 2024 sẽ trở về thánh địa Wembley để tiếp đón đội tuyển Phần Lan. Arsenal đặt thỏa thuận chia tay Fabio Vera. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đang đứng trước cánh cửa rời khỏi Emirates. Ký giả Fabrizio Romano xác nhận Porto đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Fabio Vera theo dạng cho mượn từ Arsenal. Tuy nhiên, thì tương vụ này chỉ được thực hiện một khi Porto chia tay Francisco Conceicao. Ký giả người ý cho biết, Porto đã được thỏa thuận ký hợp đồng với Fabio Vera theo dạng cho mượn từ Arsenal. Họ cũng đã được cầu thủ và người đại diện George Mendes bật đèn xanh. Các cuộc đàm phán hiện đang ở giai đoạn cuối cùng. Tôi được biết Paulo sẽ chỉ tiếp tục thực hiện thương vụ này nếu như con xây cao rời đi. Hiện tại Juventus đang nỗ lực chiêu mộ cậu ấy. Thỏa thuận giữa Porto và Arsenal dành cho Fabio Vera theo dạng cho mượn trực tiếp, không kèm theo tùy chọn mua đất. Juventus vẫn đang trong quá trình đàm phán chiêu mộ con xây cao. Trước đó, thì Vera chuyển đến Emirates từ Porto thông qua một thương vụ có trị giá 35 triệu euro vào mùa hè năm 2022. Khi ấy, thì ngôi sao người Bồ Đào Nha được đánh giá như một trong những tiền vệ sáng giá nhất châu Âu. Nhưng rốt cuộc thì anh lại không thể phát triển tiềm năng của mình ở Arsenal. Chính thức, Man United bán đất Winfrey với giá 3 triệu bảng. Trung vệ người Anh mới đây đã chính thức bước qua cánh cửa rời khỏi Oceanford, Theo web chính thức của Manchester United xác nhận, Trung vệ Winfrey đã rời khỏi Oceanford để chuyển đến khoác áo Cardiff City thông qua một bản hợp đồng dài hạn. Theo tiết lộ từ The Atlantic, chữ mắt quỷ đỏ sẽ thu về được 1 triệu bảng từ thương vụ này, kèm các điều khoản bổ sung có trị giá 2 triệu bảng. Ở mùa bóng 2020-2021, Fish lần đầu được ra mắt trong đội 1 của Manchester United. Anh vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu cuối cùng của mùa giải trước Wolverhampton. Kể từ thời điểm đó, thì trung vệ người Anh vẫn thường xuyên góp mặt trong các trận đấu giao hữu tiền mùa giải của quỷ đỏ và hầu hết đều để lại ấn tượng. Song anh vẫn không có cơ hội phát triển ở đội 1. Thay vào đó, thì Fitch đã lần lượt trải qua những bản hợp đồng cho mượn đến từ Stockport County hay là Hibernian nơi anh trải qua hai mùa giải đầy ấn tượng và được đánh giá như một trong những trung vệ tiềm năng nhất giải vô địch quốc gia Scotland. Mùa hè năm nay, thì Fritz vẫn được huấn luyện viên Eric Ten Hag trao cơ hội ra sân trong tour du đấu, nhưng anh lại không may mắn khi gặp phải chấn thương ở trận gặp Liverpool. Câu lạc bộ Premier League mở đàm phán chiêu mộ Kepa. Nguồn tin từ The Atlantic tiết lộ Kepa Azizabalaga nhận sự quan tâm của câu lạc bộ Premier League. Kepa Azizabalaga không nằm trong kế hoạch của Angel Maresca, sau khi có thông tin anh sẽ tập luyện riêng trong mùa giải 2024-2025. Kepa, người đã trải qua mùa giải trước theo dạng cho mượn tại nhà vô địch La Liga Real Madrid, đã thu hút sự quan tâm của nhiều câu lạc bộ, bao gồm cả các đội bóng từ Saudi Arabia, cụ thể là Al Ittihad. Theo The Atlantic, Chelsea sẵn sàng bán thủ môn 29 tuổi này khi thủ môn người Tây Ban Nha nổi lên là mục tiêu hàng đầu của Bournemouth, thay vì Aaron Ramsdale của Arsenal. Tuy nhiên thì hợp đồng của Kepa sẽ hết hạn vào hè 2025, tức là anh sẽ cần phải gia hạn hợp đồng trước khi hoàn tất vụ chuyển nhượng. Trong suốt sự nghiệp của mình tại Chelsea, cầu thủ người Tây Ban Nha đã ra sân 163 lần và nhận 175 bản thua. Anh gia nhập The Blues từ Athletic Bilbao vào năm 2018 với giá 72 triệu bảng và trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá. kể từ khi trở về sau thời gian cho mượn một năm ở thủ đô Tây Ban Nha, Kepa rõ ràng không còn tương lai tại câu lạc bộ. Rõ lý do Liverpool chưa mua sắm hè này Bình luận trên sóng The Overlap, nhà báo David Osteen tiết lộ nguyên nhân Liverpool chưa đón bất kỳ tân binh nào suốt 2 tháng qua. Sau mùa giải trước, Liverpool có sự thay đổi lớn trên băng ghế huấn luyện khi huấn luyện viên Arne Slot cập bến sân Anfield kế nhiệm cho Jurgen Klopp. Những tưởng việc đón một thuyền trưởng mới sẽ lập tức khiến Jurgen phải thực hiện một cuộc cách mạng lớn trong đội hình, nhưng đến thời điểm hiện tại, dù thị trường chuyển nhượng sẽ khép lại trong một tuần nữa, lữ đoàn đỏ bất ngờ là đội duy nhất ở Premier League chưa đón bất kỳ tân binh nào. Ngược lại, thì câu lạc bộ vùng Merseyside còn bán một số cầu thủ nổi bật như là Van der Beek hay là Fabio Cavaho. Mới đây thì trong buổi trò chuyện trên chương trình The Overlap, nhà báo Osenin đã giải thích mùa hè ảm đạm của Liverpool. Michel Edwards đã trở lại đội bóng trên tư cách là giám đốc điều hành mảng đá bóng của tập đoàn Fenway Sport Group. Richard Hockett cập bến từ Bon Ngay khi nhận việc, họ đã phải làm rất nhiều trong vài tháng. Nhiều đội bóng phải lên kế hoạch chuyển nhượng trong 12 tháng hoặc hơn. Hockett khi đó vẫn làm việc tại Bon Edwards Edward đã giải quyết nhiều vấn đề nội bộ nên dành thêm thời gian nghỉ ngơi. Họ phải giải quyết nhiệm vụ không hề dễ dàng và tìm người thay thế Klopp. Họ muốn bổ nhiệm Xabi Alonso nhưng cuối cùng lại đặt niềm tin vào Slot, Austin nói. Thực tế, Liverpool từng muốn bổ sung tiền vệ Martin Zubimendi của Real Sociedad. Đội chủ sân Anfield sẵn sàng chi ra 60 triệu euro cho ngôi sao người Tây Ban Nha, nhưng cuối cùng bị từ chối vì Zubimendi muốn tiếp tục chơi bóng ở La Liga. Tuy nhiên, nhiều khả năng trong vài ngày tới, Liverpool sẽ đón tân binh đầu tiên hè này khi hàng loạt tờ báo uy tín tại châu Âu đồng loạt khẳng định Lữ đàn đỏ đã sắp đạt thỏa thuận chiêu mộ thủ môn Georgi Mamadashvili từ Valencia với giá 30 triệu euro.